Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chess ở trên kênh Game Today. Như đã hứa với các anh em từ video trước thì video ngày hôm nay tôi sẽ làm cái đội hình ở trong giải anh em nhé. Cái đội hình mà nó đang là meta ở trong cái giải Championship. Đấy. Và tôi biết là khi mà tôi up cái video ngày hôm nay lên thì sẽ có rất nhiều người không thích cái điều đấy. Đấy. Nhất là những cái ông mà sờ farm cái bộ gót đỏ, người ta không thích, nhưng mà thôi, không sao hết, mà kệ thôi. Đấy. Riêng cái bộ này là tôi phải nhân rộng lên, tôi phải phổ biến để cho càng nhiều người biết càng tốt. Đấy, để cho vào trong cái giải đấu thì nó sẽ không còn là cái đội hình mà độc quyền nữa. Chứ còn để mấy ông mà độc quyền sờ farm cái bộ này thì trông có vẻ dễ dàng quá. Đánh giải mà cứ như là đi leo rank ấy. Thật sự là như thế. Chơi một cái line up mà cứ thế thôi, cứ theo công thức rồi. Đấy, cứ vào trong là bán hết bài đi eco, vứt cái hai con eco vào, xong rồi comeback roll ra cái con Swordman 2 sao là up dí thẳng lên 10. Ôi trời ơi, sao mà nó lại dễ dàng đến như thế. Thật sự là quá dễ chơi luôn. Dễ chơi, dễ trúng thưởng. Không phải suy nghĩ nhiều, không phải làm việc gì nhiều. Đấy, chỉ cần làm đúng theo công thức đấy là xong. Đấy mà hôm nay tôi chơi tôi cũng không cần phải eco. Để cho anh em biết là kể cả là không eco thì nó vẫn cứ ok nhá anh em nhá. Rồi. Đấy, và cái bộ này thì sau khi được nhân giống thì không biết là có còn sửa farm được không, khi mà nhiều người tranh nhau. Cái đấy thì tôi không biết. Đấy, chơi hay không là quyền của anh em nhá. Còn cái việc giới thiệu thì tôi cứ giới thiệu. Đấy, còn anh em nào mà đang sửa farm rồi thì anh em sẽ có thêm nhiều đối thủ khác cạnh tranh. Đấy, thì ai bảo anh em sửa farm, anh em sửa farm nhiều làm cho tôi ghét, tôi cảm thấy là khó chịu. Đấy, thì tôi bắt buộc là tôi phải lên cái clip này thôi. Đấy, một trong những cái người mà chụp cái ảnh khoe cái thành tích này chính là cái thằng em mà tôi chơi cùng. Đấy, thì nó khoe là 4 trận sờ farm cái bộ gót đỏ liên tiếp vào top 1. Thế là tôi chắc chắn là tôi sẽ phải lên cái clip là cái bộ này để phủ sóng, để cho nhiều người biết. Nhiều người biết để nhiều người chơi. Nhiều người chơi xong rồi là tranh nhau. Đấy. Đấy nhá, tôi cứ nói trước là như thế nhá. Là sẽ có nhiều người chơi và nhiều người chơi thì họ sẽ tranh nhau. Đấy, còn cái việc chơi hay không thì là quyền của anh em. Chơi thì mạnh, dễ chơi thôi. Đấy, nhưng mà là có một cái trường hợp này xảy ra nhá. Nếu mà 8 người chơi ấy, mà cùng chơi bộ này ấy, với những cái line up khác thì có thể là tranh bài nhau rồi thì đưa nhau xuống hố. Nhưng mà cái bộ này tôi nghĩ là cái con game ấy mà để anh em thi đấu giải ấy, nó sẽ kéo dài mãi con mẹ nó mãi luôn. Tức là thế nào? Tức là anh em trong vòng từ 15 giờ đúng không? 15 giờ đến 22 giờ anh em chỉ có chơi được một trận thôi. Anh em cả một cái ngày hôm đấy anh em sẽ chỉ có chơi được một trận nếu mà 8 người cùng chơi cái bộ này nhá anh em nhá. Anh em tin tôi đi, tôi hứa với anh em là cả ngày hôm đấy anh em chỉ chơi được đúng một trận. Bởi vì mấy cái con du này nó gặp nhau, nó xoay ấy, thì nó sẽ cùng nhau xoay. Cùng nhau xoay. Cùng nhau xoay mãi mãi luôn. Đến khi nào mà điện thoại của anh em hết pin, hoặc đến khi nào máy tính của anh em bị cháy, máy tính anh em bị hỏng, thế thôi. Chứ còn tôi nghĩ là chả có cách nào để có thể dừng lại bọn nó được. Nếu mà 8 người cùng chơi nhá. Đấy, cảnh báo trước anh em cái điều đấy. Đấy là anh em, dù sao thì giới thiệu thôi. Chứ cái việc mà cân nhắc để chơi ấy, thì anh em cũng nên cân nhắc thật là kỹ. Chứ còn tôi đã mường tượng ra một cái kịch bản. Tôi đã hình dung ra là sẽ có một cái kịch bản nó như sau. Là khi mà coi như là 8 người chơi ấy vào gặp nhau đúng không? Cả 8 ông, cái round 4 là bán hết cờ đi, eco. xong rồi là cứ gặp nhau là không mất máu. Đấy, cứ gặp nhau không mất máu à. Gặp nhau không mất máu, sau đó thì là đến khi nào mà ra được con du, đấy, với cả cái bộ gót thì vứt vào thôi, chơi thôi. Rất là nhẹ nhàng tình cảm. Cùng nhau là phát triển đấy. Cái bộ này nó như thế anh em ạ. Tức là cái bộ này khi mà lên được đủ bộ ấy thì anh em sẽ không bao giờ anh em giết nhau. Đấy. Anh em chỉ có hòa nhau thôi. Chứ còn bảo giết nhau thì nó khó lắm. Nó không giống như những cái bộ khác. Như ngày trước cái bộ Warrior ấy, cái Meta Warrior đúng không? Dù có 6 ông chơi Warrior đi chăng nữa thì cũng chỉ có một ông là vô địch thôi. Đó, nhưng mà bây giờ cái lineup này thì không nha anh em nhá. Cái lineup này thì không ai là người vô địch cả, tất cả đều cùng hòa. Đó.
Sau một tuần anh em có thể thấy là nếu mà anh em chưa chơi thì anh em sẽ không biết, nhưng mà những cái người chơi rồi họ sẽ biết cái bộ này nó rất là an toàn luôn. Đánh là không sợ mết, 5 dòng 9 mết chấp hết luôn. 5 dòng 9 mết này, rồi Shaman mết thì nó quá là ok luôn. Thậm chí là Shaman mết ấy gặp cái bộ gót đỏ nó còn sấp mặt luôn với cái bộ này. Bắt lạt luôn. Còn cái bộ 9 Warrior thì nói chung là cũng không phải đối thủ. Đó. Beat biết các thứ cứ tưởng là ăn được nhưng mà đâu có ăn được đâu. Không ăn được. Beat bây giờ Beat bây giờ con cáo đang lăn tự nhiên dính với phát chói của cái con God Upline ấy là coi như là hết lăn luôn. Thế là chả chọt được phát nào. Con God Upline bây giờ nó chói là nó chói đơn mục tiêu luôn ấy. Như ngày trước ấy, nó có một cái sự thay đổi là ngày trước anh em để ý là nếu mà khi mà chỉ còn có một con ở trên bàn cờ là con God Upline là sẽ không chói đâu. Nhưng bây giờ ấy, nếu mà chỉ còn một mình con cáo ở trên bàn cờ nhá, mà chơi Beat ấy, là nó chói con cáo đến chết. Tức là cái con cáo là cái trưởng chói của cái con God of Light nó là 4 giây thì là nó chói liên tục luôn. Anh em ạ, cứ hết chói là nó chói. Không có một cái cơ hội nào để có thể là tỉnh dậy luôn ấy. Đấy, nó khó cái chỗ đấy. Nên là cái bộ God đỏ giờ nó rất mạnh. Ngoài con God of Light ra thì những cái con khác nó đều được giảm cooldown. Con heo nó gọi đệ liên tục này. Rồi con Storm Shaman nó cũng đặt cái Static Storm liên tục. Thì lăn làm sao được. Cáo làm sao mà lăn được đây. Trời ơi nó khó lắm mấy em ạ. Đúng thật là bây giờ nếu mà chơi Beat ý, là phải có cái BKB thì may ra mới sống được, mới lăn được một phát. Lăn được đúng một phát thôi. Chứ còn hết BKB rồi thì cũng toang. Con cáo sau khi update nó sẽ thế nhá anh em nhá. Tức là kể cả là nó có lăn được ý, thì trong cái quá trình lăn mà nó chỉ cần dính một phát stun thôi, stun nhẹ thôi. Ví dụ như của con Soundbreaker này, Soundbreaker này hoặc là Skybreaker, nó chỉ có một cái stun rất là nhẹ thôi. Nó chỉ có 0.1 giây thôi là nó đã có thể cản được cái chọt của con cáo rồi. Tức là con cáo nó sẽ không chọt, nó chỉ có lăn thôi, sau đó nó sẽ dừng lại và đánh tiếp, chứ nó không có chọt nha anh em nhá. Đấy, lưu ý với anh em điều đấy. Chính vì thế nên cái bộ Beat bây giờ anh em thấy là có ai chơi đâu. Rất ít người chơi, đúng không? Ở trong giải bây giờ là không có ai chơi Beat cả. Người ta sẽ chơi là người ta chơi bây giờ là sẽ là chơi Warrior này, chơi có Gladiator đấy, có Gladiator. Rồi có God đỏ. God đỏ nhiều. Có hôm tôi hôm trước tôi còn gặp có trận là 4 ông God đỏ. Đấy. Chắc là anh em chơi những cái trận tuần trước là anh em cũng hiểu đúng không? God đỏ rất đông. Ok, đây God này. Đồ này xem nào. Random đi. Tôi hướng tới những cái món đồ khác. Ui giời ơi, đen nhỉ. Kiếm con súng cho vào đấy. Tí có súng cho vào. Tận dụng cái lùn. Thực ra mấy cái món đồ xanh lá này thì bộ này nó cũng chả dùng đến đâu. Có cái ngọc giảm hồi chiêu thì dùng thôi. Nhưng mà ngọc giảm hồi chiêu nó cũng sẽ bị thừa nếu mà cái con rùa lên 3 sao anh em ạ. Tức là nếu mà ở cái giai đoạn 2 sao thì một cái ngọc giảm hồi chiêu kết hợp với 4 gót ấy nó rất là ok. Đó, nó sẽ không bị khựng lại. Con này khi mà chúng ta có 4 gót nó sẽ bị khựng lại. Đấy, trận này có cửa like này. Đấy, cái tầm này nó bắt lạc được tôi thôi. Chỉ còn tí nữa khi mà tôi đủ bộ du 2 thì chả bắt lạc được đâu. Đấy, cứ mua đỏ mua vào thôi, đơn giản lắm anh em ạ. Bộ này thậm chí là tôi còn không có chuỗi thua nhá. Không có chuỗi thua luôn. Đấy. Ok chưa? Bây giờ ấy đang thua đúng không? Thì bây giờ có thể là chúng ta thua, bây giờ là sẽ thua dần. Đánh chuỗi thua luôn. Đấy. Đánh chuỗi thua luôn tích tiền đi. Bộ này chỉ cần lên level 9 thôi. 6 đỏ kết hợp với cả 4 gót. Đánh ở level 9. Đấy, bọn này bây giờ nó mạnh lắm. Nên là chúng ta khó có thể thắng được. Rất mạnh, đối thủ rất mạnh. Nhiều thằng mạnh. Nói chung là giết được con nào hay con đấy đó. Mua rao để lọt 1-2 con thôi là ngon rồi.
Chúng ta chỉ thua cho đến khi con Ru lên được 2 sao thôi. Yên tâm, Ru lên được 2 sao là gần như là gánh đến late game luôn ấy anh em ạ. Đấy, bộ này tự nhiên nó khỏe. Mặc dù là nó cũng chả có sự thay đổi gì nhiều đâu, hai mùa rồi nó vẫn thế. Đó, nhưng có thể là do giảm sức mạnh cái bộ Warrior đi thì cái bộ này nó mạnh lên. Cái bọn Warrior nó giảm cái sức phản của bọn nó đi. Bộ này thì bây giờ nó cũng không bị phản nhiều. Ngày trước bộ này nó không có đồ hút máu ấy, nó cũng không mạnh lắm. Đấy, nhưng mà từ khi cái bộ Warrior nó giảm cái phản đi thì nó cũng không mất quá nhiều máu khi mà chúng ta gây sát thương ấy. Đấy, nên là nó có thể là cái lượng sát thương gây ra nó đủ để tiêu diệt đối thủ trước khi mà bị phản chết. Là ăn vẫn ngon, vẫn có thể ăn được Warrior. Exit này. Ok. Quá tuyệt vời luôn. Cứ để đây giữ máu đây anh em ạ. Thế là chúng ta còn không có chuỗi thua luôn. Đánh theo kiểu bổ củi đấy. Như này là đánh theo kiểu bổ củi dần dần rồi. Thực ra là hai cái con Sanbo Exit ấy. Hai con này khi mà nó bổ xuống là nó kha khá máu đối thủ rồi. Sau đó con Rùa xoay thì nó có thể giết bớt một vài con, giảm cái lượng mất máu của tôi. Cũng ok. Không biết là sau cái video clip này thì tuần sau khi mà cái giải đấu nó quay trở lại ở cái vòng thứ hai thì không biết là cái bộ này thế nào nha anh em nhỉ. Những cái gì mà tôi chia sẻ với anh em vừa lấy nó sẽ là sự thật đấy anh em ạ. Và tôi đùa anh em đấy. Thực ra là hôm nay tôi giới thiệu cho anh em bộ này, nhưng mà ngày mai tôi sẽ giới thiệu những cái lineup mà có thể đấm được cái bộ này anh em nhé. Đấy, anh em cứ yên tâm. Các anh em nào mà chưa đăng ký theo dõi thì có thể theo dõi kênh để xem những cái video clip mới nhất của tôi về những cái meta. Và đặc biệt là bây giờ hiện tại là meta về championship, meta giải. Ngày mai sẽ có những cái lineup counter trực tiếp vào cái bộ đỏ này. Và cái bộ đỏ này không những là nó sợ mà nó rất sợ luôn. Nhưng mà những cái lineup đấy bây giờ nó lại không phổ biến ở trong cái championship, bởi vì không ai chơi. Thế là mới đau. Không ai sờ đến. Đấy, nó lại thế. Mọi người là vẫn đang là kiểu những cái bộ mà dễ chơi, dễ trúng thưởng, những kiểu Saman này hay là 9 Feather này. Đấy, những cái bộ đấy thì lại bị cái gót đỏ nó ăn. Chính vì thế nên tại sao mà gót đỏ tung hoành, nó mạnh như thế. Bởi vì nó gặp những cái lineup mà nó counter. Chứ còn nó lại không gặp những cái lineup mà bị counter. Chứ còn nếu mà gặp những cái lineup bị counter thì cái câu chuyện nó sẽ khác. Nó sẽ không bao giờ nhiều người chơi cái bộ này đến như thế. Đấy. Và có khi là còn không ai chơi luôn, do gặp quá nhiều những cái lineup counter đấm trực tiếp vào. Nếu mà gặp mà chỉ cần là 4 nhà thôi mà đấm được thôi thì là chắc chắn là bay màu rồi. Gặp 4 nhà là thua thì thôi. Đấy, cũng chả ăn được ai. Nhưng mà bởi vì bây giờ là gặp toàn mấy cái lineup mà gặp bộ này là bất lực luôn. Dù xoay chả làm gì được luôn. Kiểu 5 dòng 9 mét và anh em chơi làm gì được nó đâu. Hay là cái bộ Saman chả làm gì được luôn. Thế nên là nó khó chịu ở cái chỗ đấy. Tôi bây giờ ấy, thậm chí nhá, là bây giờ anh em có tin là bây giờ tôi chưa có con Ru 2, tôi mới có một con Ru thôi. Nhưng mà bây giờ nó là gót đỏ rồi ấy, thì nó đã mạnh rồi đấy anh em ạ. Nó đã mạnh rồi đấy. Nó chỉ cần là bây giờ là cái con dồn đồ cho con Skull Hunter đúng không. Skull Hunter với khả năng gọi đệ. Nó sẽ gọi đệ liên tục. Chỉ cần chúng ta có 4 gót thôi thì nó sẽ gọi đệ liên tục. Đấy, máu rất nhiều. Cái tầm này là thực sự chúng ta đã mạnh rồi đấy. Đấy rồi. Đó. Đây là cái món đồ rất ngon nhá. Món đồ bổ sung cái lượng máu cho cái bộ gót đỏ. Bởi vì bộ gót đỏ này là nếu mà chúng ta chưa lên được 10 ấy, chúng ta sẽ không có khả năng hồi máu đâu. Đấy, khi mà chúng ta lên được 10 thì nếu mà trận đấu đấy có Bad Omen thì chúng ta sẽ có khả năng là hồi máu nữa. Do có thể kết hợp được với cả Warlock. Và nếu mà chúng ta lấy được cái dấu ấn ấy, dấu ấn của cái bộ gót ấy, thì thậm chí là chúng ta còn có cả 4 Warlock cơ. Là bộ này nó sẽ có khả năng hồi máu rất là mạnh mẽ. Đến từ vị trí 4 Warlock.
Đấy, nhưng mà bây giờ tôi có chén là nó đã coi như là giúp phần nào rồi. Đấy, bây giờ gặp cái bộ Witcher là có thể ăn được với khả năng gọi đệ rất nhiều luôn. Anh em thấy Skull Hunter từ nãy giờ này. Đấy, chủ yếu là những con đệ nó gây đam. Đẩy đối thủ đi 9 máu. Hay không? Quá tuyệt vời luôn. Không cần du. Trước khi con du ra được thì chúng ta đã có một cái đội hình rất mạnh ở đây rồi. Bây giờ lên level 8 là chúng ta cũng có là 6 đỏ luôn đấy. Đúng không? Nhưng mà bây giờ tôi không thích lên 8. Tôi thích là up cấp từ từ. Chứ tôi không thích lên 8 luôn. Bởi vì tôi đã lên là tôi lên 9 cơ. Tôi không lên 8 đâu. Tích tiền lên 9 luôn. Ở round 21 lên 9 nó là gọi là mạnh rồi. Tuyệt vời luôn rồi. Đủ bộ. Hai kẹp mèo này. Không biết có phải là cái bộ bộ ấy không nhỉ? Bộ bọ không nhỉ? Trông giống như là chơi Insect vậy. Cái bộ mèo Insect ấy, tôi thấy vào trong giải cũng có rất nhiều người chơi đấy nhá. Bộ đấy cũng khá là ổn định. Nhưng mà gặp cái bộ đỏ thì cũng đứt điện thôi. Ui, nó đấm tôi đây. Hòa. Gặp bộ đỏ kết hợp với cả du xoay này, khi mà nó lên được 10 thì cái bộ Insectoid ấy nó cũng không ăn được đâu. Nó xoay liên tục nó cũng chả mất máu. Con mèo nó nhảy vào nó cũng có mất máu đâu. Đấy, bây giờ hiện tại lượng máu của tôi nó là 62 máu đúng không? Nó đang là thấp thứ hai từ dưới lên. Nhưng mà tôi lại có thể yên tâm luôn với anh em là cái tầm này càng mất máu thì càng mạnh. Tôi còn muốn là mất lửa cơ. Mất xuống hoặc khoảng 30 máu thôi là chúng ta là ok nhất. Cái tầm 30 máu là rất khỏe. Tất nhiên là máu xuống càng thấp thì càng khỏe, nhưng mà giữ 30 máu nó an toàn nó vừa đủ rồi. Chứ còn xuống 1 máu đi lúc đấy thì anh em đặt trạng thái là tối thượng. Lúc đấy thì chắc là không thằng nào đấm được anh em. Đấy. Mà thôi, để cái tầm này là được rồi. 30 máu. Đấy, gặp Clive tầm này thì vẫn thua thôi. Tôi nghĩ là gặp Clive bây giờ thì không thể ăn được đâu. Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục bị đẩy. Clive bây giờ nó cũng mới được bắp thêm cái con ca lông, nó giảm xuống 4 tiền. Rất là bắp mạnh vào cái bộ Clive. Tuy nhiên là để mà nói mà Clive comeback trở lại meta thì chắc là không. Tôi dự đoán là nó vẫn sẽ phải sau khi mà bọn Warrior nó giảm nữa thì chúng ta mới có thể chơi được bộ này. Chứ còn trong rank ấy thì cái bộ này nó vẫn không có chỗ đứng đâu. Gần như là phế toàn tập. Ok, vậy là chúng ta chỉ còn một con du nữa thôi. Mặc dù rất là đen nhá. Du nó mới ra được một con. Nhưng mà không sao hết. Chỉ cần ra một con nữa thôi mà. Khi mà cái con du lên được 2 sao ấy thì coi như là anh em nhận bằng tốt nghiệp luôn. Chắc chắn là tốt nghiệp rồi. Đấy. Cứ lên được 2 sao cái là ấm luôn. Sau đó là chỉ có gì lên 9 thôi anh em ạ. Đấy, trận này đây, cái thằng này cũng có thể nó sẽ chơi cái bộ đấy đấy. Đang có chuối 6 kìa. Chuối thua cộng 6 kìa. Cũng đang eco ở lên 9 đấy. Nhưng mà trước khi nó lên được thì tôi sẽ phải đẩy cho nó thật nhiều máu ở đâu này. Ok, tiếp tục đẻ đi. Đúng rồi. Hay quá. Ơ, cái con Glen Herat của tôi nó cướp được con heo kìa. Quá tuyệt vời. Đẩy hơi nhiều luôn. 18 máu. Ây à, dù vẫn chưa lên được 2 sao này anh em này. Chết rồi, thì cái round này có toang không? Thường cái bộ này ở trong cái round quái khi mà không có con du 2 sao thì nó khá thiếu đam ấy. Có Insectoid thật đấy kìa bạn. À, nó chuyển sang Insectoid rồi. Không biết có phải là hai nhà Insectoid không hay là một nhà.
Không sao, bộ đấy thì ok đâu. Ê cẩn thận nhá. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Có thể là cái con Skull Hunter của tôi. Ui, tôi xong rồi. Ủa nóng. Còn một con gọi đệ nữa. Cái con Grand Herald của tôi nó cũng có khả năng họ gọi đệ, có thể là ăn được ấy. Được, 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 được. Ok. Chưa ra là con dù anh em ạ. Đen nhá. Dừng lại ở level 8 luôn đấy anh em ơi. Dù chưa lên được 2 là sắp chết ở nơi rồi đấy. Đây kìa. Một con thôi. Đây rồi. Ôi giời ơi anh em ơi. Đấy cuối cùng thì là nó cũng đã ra. Ngon lành rồi đấy. Nha. Yeah. Đơn giản nó chỉ là như thế thôi. Và khi mà form được cái đội hình như thế này ấy, là chúng ta đã rất là ok rồi. Này không được. Tôi là tôi đổi đồ cam cơ. Đổi một đồ đó. Rồi ok, gặp lại thằng Clyde. Vừa lấy bắt lạt tao đúng không? Mày bắt lạt hộ lần nữa cái. Bắt lạt hộ cái. Đâu? Như nào, như nào, như nào, như nào, như nào, như nào, như nào. Đấy. Anh em thấy không? Khác biệt chưa? Khác biệt chưa? Có sự khác biệt đấy. Khỏe rồi. Đây là chưa 4 gót đâu. Nhưng mà lên 9 là sẽ là 4 gót. Rồi. Bao giờ ra là cái con God Apply thì mới lên 9 anh em nhá. Còn hiện tại là cứ tích tiền đi. À, dí nó phát là lên 10 luôn. Khỏi phải lên 9. Bộ này cứ du 2 là giữ được máu rồi. 51 máu còn lâu mới đi anh em ạ. Du 2 là cực kỳ mạnh rồi. Sau round 25 thêm một món đồ cam nữa thì nó gọi là tuyệt vời và cháy luôn. Đồ cam thì tôi sẽ hướng tới là cái vương miệng. Nó là cái món đồ mà sẽ giúp cho con này nó tung trưởng sớm. Thậm chí là có thể bỏ bớ linh ra thì cũng được luôn. Bỏ bớ linh ra khi mà có vương miệng nó đốt cho một phát là có thể tung một trưởng luôn rồi. Rồi, Gladiator vô tư. Vô tư luôn. Úp lồng thoải mái, vẫn xoay. Xoay trong lồng luôn cũng được. Không thành vấn đề. Ờ. Thoải mái vậy đó. Đấy. Quá khỏe. Ơ, thua. Không, sao mà thua. Thua này. Thua không? Hút, đúng rồi. Ồ, thua làm sao được. Không bao giờ thua được hết. Tầm này bắt đầu mạnh rồi đấy anh em ạ. Anh em thấy từ nãy giờ tôi gặp nhà nào tôi thắng là nhà đấy luôn. Đây rồi. Đủ bộ luôn. Đấy. Thế thôi, đơn giản là như thế thôi. À, đến cái tầm này nhá, lên 9 là tích tiền 50 tiền rồi dí lên 10. Không phải roll Zua luôn anh em ạ. Roll làm gì mất thời gian. Kể cả những cái trận đấu ấy mà gặp những cái thằng mà nó chơi cùng bộ này này. Đừng roll. Roll làm cái gì? Tranh nhau cái con du 3 sao ấy. Nhưng mà thực ra là hai con gặp nhau ấy. Một con du 3 với một con du 2 sao ấy gặp nhau thì nó cũng bất tử thôi. Hai con cùng xoay đến chết anh em ạ. Không bao giờ có chuyện kết thúc một trận đấu luôn ấy. Đấy, còn thằng này chơi gì đây? Witcher à? Witcher. Vô tư luôn. Witcher này, Witcher hình như chưa đủ bộ. Quá mạnh rồi.
Thậm chí nha là tôi giờ tôi nuôi cả con Storm Shaman 3 sao nếu mà thích. Bởi vì đằng nào ấy, anh em xác định là gặp nhau ấy, trận đấu nó sẽ kéo rất dài. Đây là nếu mà chúng ta mua con này lên 3 sao thì thằng nào có Storm Shaman 3 sao trước ấy thì thằng ấy thắng ấy. Anh em anh em tin tôi. Storm Shaman đóng vai trò cốt lõi ấy. Hai cái bộ gót đỏ gặp nhau ấy thì cái con Ju nó không phải là con quyết định nha anh em nhá. Nó sẽ phải là con Storm Shaman. Con Storm Shaman nó đặt được cái bãi ra ấy mà nó silent được đối thủ ấy thì là đối thủ chỉ còn có mỗi con Ju là có thể tung được trưởng thôi. Đấy. Còn lại là nếu mà anh em có thể lên được level 10 anh em kẹp thêm con Doom vào là một mình con Ju đấy thì nó sẽ bị con Doom nó khống chế. Đó. Sớm muộn gì thì cũng sẽ ăn được. Nếu mà trong cái trường hợp mà phải đấu hai cái bộ đỏ với nhau. Nó chỉ hơn nhau ở cái con Doom và con Storm Shaman này thôi. Chứ nó không hơn nhau bằng một cái con 2 sao và một con 3 sao đâu. Anh em yên tâm. Cứ dí thẳng lên 10 đó. Đấy, bây giờ tôi đang có chuỗi đây này. Bây giờ hỏi là cái nhà nào nó ăn được tôi đây. Rao sau tôi có đồ cam rồi tôi chả ngán bố con thằng nào luôn đấy. Bây giờ cái lượng đam nó sẽ phải rất là khỏe nó mới có thể là kết liễu được cái con Ju này. Sáu đỏ máu rất nhiều luôn. Rao sau nhá mà tôi không có cái vương miệng ấy mà tôi còn có cái hút máu cuối thì thôi xác định luôn là bất tử. Hút máu cuối thì không bao giờ chết. Cái combo hút máu cuối với chén thánh này cái lượng máu nó hồi cực kỳ nhiều luôn. Mà cái đội hình này ấy, khi mà anh em lên được 9 anh em cũng không quá là vội vàng. Lên 10 ở round 26 mà có thể là sẽ lên 10 ở round 29 thậm chí là 31 vẫn ok. Lên 10 vào thì cũng kẹp thêm được Warlock. Đấy. Khi mà đấu những cái nhà khác thì kẹp Warlock hoặc là kẹp cọc. Kẹp cọc đánh với Assassin, đánh với Chúa Quỷ. Còn nếu mà kẹp Warlock để đánh với mấy cái nhà Insectoid hay mấy cái nhà Shaman thì kẹp Warlock ngon. Cái này cũng ngon luôn. Nhưng mà chắc là tôi đổi đồ đâu. Đổi đồ cam thôi anh em ạ. Tầm này đổi hết đồ ra đồ cam thôi. Vậy là chúng ta sẽ phải vứt hết mấy cái món đồ nhỏ. Cái Blink cũng vứt luôn. Ok. Có giáp băng rồi chả cần Blink. Giáp băng là ra một phát là tung trưởng luôn đúng không? Ok chúng ta sẽ có đồ cam ở đây. Khiên thiên thể tôi nghĩ là sẽ là cái sự lựa chọn rất là chính xác ấy. Ba món đồ đều có thể dùng được nhưng mà sẽ lấy khiên thiên thể trước. Rồi rất trâu ở đấy anh em ạ. Phải nói là cái con Ju 2 sao này bây giờ nó rất khỏe rồi. Có thể nói là đã đạt tới cái trạng thái bất tử rồi. Gặp Assassin các thứ vô tư rồi. Goblin à, Goblin vô tư. Thằng này thậm chí nó còn chưa đủ bộ Goblin. Vô tư luôn anh em ơi. Chán ngán với con thằng nào luôn. Ở trong rank thì bây giờ nó đang là God Goblin. Nó đang là meta đấy. Đấy. Nhưng mà ở trong cái giải đấu thì không. Trong cái giải đấu thì bộ God đỏ nó đang là meta. Ui ui đẩy nhiều máu luôn anh em ạ. Vãi cứt 22 máu. Đây là cái khả năng là lên 10 này. Đấy. Lên 10 ở round 29 là chắc chắn thôi. Kẹp thêm con Sao Reaper vào hồi máu. Trong trường hợp mà không có Warlock ấy, tức là đội hình nó sẽ không có cái bộ không có con Battleman thì chúng ta vẫn có thể kẹp được cái con Zipper này vào để hồi máu nhá anh em nhá. Nó vẫn có khả năng hồi máu. Không nhất thiết là nó phải có cái bộ Warlock đâu. Vì thậm chí là nếu mà hai Warlock thì nó vẫn chưa ăn thua. Hai Warlock hút máu nó được có 10% hút máu thôi. Chúng ta sẽ phải lên thêm một cái món đồ gót nữa. Thì chúng ta kết hợp 4 Warlock thì nó mới hút máu được nhiều. Đấy. Nhưng mà cái con Sao Reaper này thì nó có khả năng hồi máu. Nó cũng tương đương với cả kết hợp với 1 Warlock rồi. À kết hợp với 2 Warlock rồi anh em ạ. Đó. Vô tư luôn nhá. Assassin đây là 9 xin luôn đấy.
cũng không có khả năng giết được luôn. Anh em nhìn này, chọc thoải mái. Đấy, anh em thấy chưa, con cáo nó lăn nhưng mà nó không chọt được. Anh em thấy quả vừa rồi không? Trong lúc lăn ấy nó bị stun anh em ạ. Nó bị God of War nó ke đầu cho một phát. Thế là thôi xong, hết lăn. Đó chính là cái điểm yếu của cái bộ có cái con cáo bây giờ đấy anh em ạ. Tất cả những cái line up mà liên quan đến con cáo ở thời điểm hiện tại ấy, nó khá là yếu. Do con cáo này nó không chọt được. Cái skill làm lên tên tuổi của con cáo là chính là cái chọt đấy, thì nó không chọt được nữa thì thôi toàn rồi. Bị stun là không chọt được luôn. Kể cả là lăn được nhưng mà đang lăn ấy, xong là nó phải dừng lại. Nó không chọt luôn anh em ạ. Thế mới cay. Quả lép này đúng là lép trực tiếp vào cái bộ beat luôn. Beat với assassin là bây giờ gần như là chán luôn, chả ai chơi. Cáo bây giờ không ai chơi nữa thì bây giờ chỉ có chơi bằng con 5 tiền thôi. Đấy, con Saling Assassin. Nhưng mà cái con đấy nó đâu có dễ ra đâu. Mà ra đâu có dễ lên được 2 sao đâu, đúng không? Khó lắm. Đấy, ngày trước có cái con cáo nó gánh gọi là giữa game, thì bây giờ cáo gần như là không gánh được. Gặp gót đỏ là toang. Gặp gót đỏ bị stun liên tục luôn. Đấy, Aegisid này. Ui dồi ôi, Aegisid vô tư luôn bạn ơi. Trông kìa, con dù của tôi nó vẫn đang xoay rất mạnh. Đấy, và kể cả nó có giết chết hết được cái bọn xung quanh thì một mình con dù này nó cũng cân được hết. Anh em thấy không? Cân được hết. Ok. Nào làm sao? Làm sao? Đây đây. Ui dồi ôi. Vẫn một mình cân hết. Chưa có đồ hồi máu đâu. Nhưng mà cũng rất là ngon rồi. 29. Chính thức có lên được level 10 anh em nhá. Rất khỏe. Tôi chuỗi cộng 8 luôn kìa, chưa có thằng nào cắt được chuỗi luôn. Ok các bạn. Rồi bây giờ ai mới là người cắt chuỗi? Aegisid Assassin, Gnai, Greater, thằng nào mới cắt được đây? Chồng bất tử ấy cả đấy thế. Mà đây nó vẫn chưa phải là mạnh nhất của bộ gót đỏ đâu nhá. Gót đỏ nó phải thấp máu nó mới mạnh cơ. Tôi bây giờ vẫn là 50 máu mà nó đã mạnh thế này rồi. Bao giờ mà tôi hạ xuống còn chục máu ấy thì nó mới là tối đa sức mạnh. Tầm này vẫn chưa phải là mạnh nhất, nhưng mà cũng đã chả thằng nào ăn được. Đây là một điều. Và bây giờ là đang 29 thôi. Về late game mà nó đắp cho cái con này full đồ cam thì chắc là chả thằng nào đỡ luôn. Ok. Rồi, thằng này chơi 6 ở lock anh em ạ. Thằng này chơi 6 ở lock. Vô tư luôn anh em ơi. Ngày trước ấy, cái bộ 6 ở lock nó counter vào cái bộ đỏ đúng không? Nhưng bây giờ tôi cảm giác là nó không counter lắm. Đấy, nhìn nó dù vẫn xoay kìa, vẫn ok luôn. Ui, đa giờ biết thả gì? Chỉ cần blink ở chỗ khác thôi. Đấy, có blink mà. Sợ gì? Xoay tiếp lại hồi máu tiếp. Đấy, giết được 1-2 con lại bay ra chỗ khác. Đơn giản không? Quá wow, ok luôn. Ôi kìa, thua à? Không phải chứ. Thực ra thua bây giờ là vì là chưa có đồ hồi máu đâu anh em ạ. Ok. Rồi rồi thì cũng phải có thằng nó ăn được mình chứ. Bây giờ lại bất tử quá thì nó lại không hay lắm đúng không? Nó phải tăng cái độ kịch tính lên. Bây giờ có ra Bad Omen thì chúng ta sẽ có khả năng hồi máu. Chưa ra Bad Omen đâu. Bad Omen ra hoặc là chúng ta có cái mặt nạ cuối là được. Đổi cái mặt nạ cuối. Ok, cái quả vừa rồi nó cũng khá là thốn đấy. Còn có 36 máu. Nhưng mà nói là đi thì chắc là chưa đi dễ thế được đâu. Máu tụt càng thấp thì càng mạnh thôi. Giờ lên được 10 rồi, gần như là tối thượng rồi. Chỉ cần ra Bad Omen với cả cái đồ đồ của God thôi. Kích hoạt cái hệ God được bằng đồ ấy là chúng ta sẽ có được 4 God. Mà không cần phải là có 4 con God. Sau đó là kẹp được vào 4 Warlock. Thì lúc đấy nó đúng thực sự nó là bất tử đấy. Có khả năng hồi máu.
kháng phép rất mạnh. Trời này hơi đen nhỉ. Từ nãy giờ cũng chưa ra Bad Omen luôn. Đây rồi. Khi mà anh em có được cái dấu ấn này này thì anh em sẽ kết hợp được với cả Warlock mà không cần phải có 4 gót. Được chưa? Ok chưa? Tất nhiên là nếu mà có đồ đấy thì tôi sẽ tiết kiệm, tôi chưa có rèn đồ cam vội. Bây giờ chỉ cần ra Bad Omen nữa thôi thì cái bộ này tối thượng. Bad Omen sẽ thay cho Skull Hunter. Rất mạnh rồi đấy. Đồ thì cũng chưa phải là nhiều đồ cam đâu. Đấy, nó chỉ đơn giản thế thôi. Rồi, Greater. Bây giờ tôi có khả năng hồi máu rồi. Câu chuyện nó khác rồi anh em ạ. Chả có cái cửa gì giết được con Du luôn ấy. Giờ có khả năng hồi máu rồi. Đấm hết được cái bọn xung quanh thì vẫn còn con Du sống nó xoay. Chả sợ. Không ăn thua. Đấy anh em thấy không? Greater lên được cái con Phong Vũ lên được 3 sao rồi đấy nhá. Counter hết, đấm hết. Vừa lấy thua cái bộ 6 Warlock, nhưng mà cái bộ 6 Warlock ấy nó bị những cái nhà khác đấm anh em ạ. Đấy, lại mạnh rồi. Chín xin bây giờ là cũng sắp đi rồi cả. Chín xin sắp đi rồi. Thằng Human Clay thì bây giờ chắc chắn là đi. Rao này là đi rồi. Không còn cửa gì hết. Cái bộ Human mà không lên được 11 thì xác định luôn. Ít ra là phải lên được 11. Còn ở level 10 thì tèo rồi. Tầm này rao 32 đỡ làm sao được. Đây Assassin này. Cáo trọt được phát nhá. Rồi ok. Tiếp theo thì sao? Đâu? Như nào để giết? 9 xin này. Ui dồi ôi anh em ơi, anh em nhìn này. Đâu? Làm như nào? Làm như nào? Làm như nào cơ? Ơ solo luôn với con 4 tiền luôn đấy anh em. 2 tiền 2 sao solo với 4 tiền 2 sao. Điều quá thì mất thôi. Lỗi thật. Khỏe quá rồi, biết làm nào giờ. Gladiator bây giờ còn 40 máu nhưng mà tôi nghĩ là cũng đi sớm thôi anh em ạ. Tí nữa gặp con Battleman 2 sao thì xác định luôn với tôi. Một rào đẩy 20 máu. Hai rào đi. Gladiator tầm này bây giờ lên được 3 sao thì cũng chỉ bắt lạt được những cái bộ khác thôi. Chưa gặp bộ gót đỏ này thì nói chung là xác định là gặp bố luôn đấy. Bốn mươi máu nghe chừng ở đối thủ có vẻ khá là yên tâm đấy. Thằng này có vẻ rất là yên tâm về đội hình của nó là có thể đấm được, nhưng mà không, nên nó nghĩ thế thôi. Chứ còn một khi mà cái con Du của tôi nó đang xoay ấy, nó đang xoay như này ấy, đấy, đang có khả năng hồi máu ấy, thì có nghĩa là đối thủ sắp chết rồi đấy. Ôi anh em. Phong Vũ sắp đi rồi đấy. Đẩy 2 round mà 19 đúng không? Đẩy 2 round thôi là đi. Vớ vẩn nhá. Cái thằng mà 40 máu ấy nó lại là top 3. Chắc gì ở top 2 đúng không anh em? Chắc gì. Chuyện này đúng thật. Có khi vớ vẩn dù không cần lên được 3 sao vẫn vô địch ấy anh em ạ. Tôi thấy là dễ lắm. Khỏe không anh em? Khỏe đấy, khỏe thật sự đấy. Thế nên là tôi mới nói với anh em là
Tôi nhìn mấy cái ông spam cái này tôi cay lắm. Là tôi phải ra cái clip này luôn. Để làm nào để phổ biến cái bộ này cho nhiều người chơi. Đó. Cho tranh nhau luôn. Nhưng mà tất nhiên là nếu mà anh em không muốn bộ này, anh em không muốn chơi cái bộ này, anh em không thích chơi, anh em thích counter bộ này thì có thể anh em hãy xem video clip ngày mai nhá anh em nhá. Sẽ có một cái bộ trực tiếp counter bộ này luôn. Mày chọt hộ tao cái. Úi ơi cái bóng. May cho nó là cái bóng đấy. Trông bất lực thật. Cáo chín xin rồi, trông bất lực thật sự. Ơ nhưng mà cái thằng Gladiator còn có 10 máu kìa. Gladiator thua cả cái bộ chín xin luôn. Vẫn chưa có Battleman. Đây rồi. Vậy là 4 Warlock nha anh em nhá. Thôi anh em ạ, không cần 3 sao luôn. Nếu mà anh em lên được đủ bộ như này thì là anh em vô địch rồi đấy. Mình chắc chắn với anh em luôn. Anh em lên được bộ như này là anh em vô địch rồi. Không thằng nào ăn được luôn. Khỏe quá rồi, chịu rồi. Khó chịu thật sự. Ok. Rồi bây giờ tôi sẽ lùi cả cái con zipper lên 3 sao luôn anh em nhé. Lùi luôn. Cái round này chúng ta lấy được cái đũa phán xét. Nhưng mà tôi đang phân vân không biết có cần phải lấy cái này không. Hay là chúng ta kiếm cái giáp xoay ngon hơn. Thôi random đi, kiếm cái giáp xoay anh em ạ. À thôi được rồi, cái món này thì cũng có thể dùng được. Búa bình minh, thôi tạm thời cho zipper cầm. Tôi nghĩ là cho zipper cầm là được rồi. À hay đổi đồ cam nhỉ. Được không? Đổi búa đồ cam đi, lấy cái vương miệng ngon hơn. Hợp lý chưa? Được không? Nhá. Đổi đồ cam đi anh em ạ. Ok. Hãy đợi thằng này chết. Thằng này chết được có đồ à? Chết không? Ui, chó đau thế. Ây à. Ây à. Thắng cửa. Vậy là chưa chết. Mắng thơ, thằng Gladiator chắc chắn chết rồi, còn 10 máu thì gặp tôi là đi rồi. Gladiator không có cửa. Đấy. Khỏe thật đấy. Gladiator 3 sao mà vẫn còn bị đấm luôn. Phong Vũ co 3 sao rồi. Đổi đồ cam nha anh em nhé. Hy vọng sẽ ra cái vương miệng. Ui không ra anh em ạ. Thôi rồi. Tôi nghĩ là xong rồi đấy. Tôi nghĩ là xong rồi. Bất diệt cho con zipper. Cho bất tử luôn. Ok. Bất tử sống là hồi máu được. Xong rồi, xong. lăn thôi đi rồi, đi chắc rồi. Không lăn được là chết rồi. Xong. Lăn không chọt được là chắc chắn đi. Yếu không anh em? Con cáo rất yếu. Đấy, bộ gót đỏ tự nhiên mạnh. Mạnh thật. Đó. Thế anh em nhá, hôm nay xin giới thiệu cho anh em cái bộ đang mạnh nhất ở trong Championship. Đấy, anh em nào chưa biết thì anh em đã có thêm một cái lineup mà anh em có thể là sử dụng để chơi Championship được vào vòng trong. Đấy, còn nếu mà anh em đã sửa phang cái bộ này rồi thì tôi cũng lấy làm rất tiếc là phải xin lỗi các anh em về cái video clip này anh em nhé. Hãy tha lỗi cho tôi. Rồi anh em thấy hay hãy để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip hay ho của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái, một trong những siêu phẩm hay nhất ở trong tuần. Tôi sử dụng con cáo để counter vào con rớt 3 sao anh em ạ.
Hay lắm anh em tin tôi. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi kết hợp mèo với cả gót nha anh em nhá. Thử xem cái bộ gót mèo nó có mạnh không. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.